chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những cựu chiến binh, người đồng bào Cơ Tu huyện Nam Đông, ký ức về những năm tháng hào hùng vẫn như của ngày hôm qua, chiến đấu anh dũng, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Và giờ đây, dù đã tuổi cao sức yếu nhưng họ vẫn là điểm tựa vững chắc cho thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Chiếc mảnh vỡ máy bay này là thành quả của ông Hồ Sĩ Thi và đồng đội thu được khi bắn rơi máy bay Mỹ năm 1968 tại chiến trường A Lưới. Mỗi lần nhìn kỷ vật là ông lại dấy lên trong mình những kỷ niệm về một thời chiến đấu, hy sinh của ông và những đồng đội. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ngày tháng kháng chiến hào hùng, oanh liệt của cả dân tộc, cảm xúc lại ùa về trong trái tim của người cựu binh già, khiến ông không giấu nỗi niềm xúc động. Tôi là người dân tộc Cà Tu, đồng bào dân tộc Cà Tu. Từ khi có là Đảng, có Bác Hồ, từ năm 8, năm 9 đến năm 60, là đều là tuần đồng bào là nghe theo lời Đảng, lời Bác, và là quyết tâm là bảo vệ đất nước, quyết tâm là chiến đấu, quyết tâm là phục vụ là chiến đấu, và là đóng góp là lương thực, thực phẩm cho bộ đội, cho cán bộ, là chiến đấu là quyết liệt. Ở đó là B-52 nói chung là các phương tiện của Mỹ là trút về rất nhiều. Với ông Hồ Trọng Kình, nguyên là bí thư huyện ủy, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên Huế, hồi ức về những năm tháng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, tham gia đánh Mỹ, đối với ông là không bao giờ quên. Cứ mỗi dịp tháng 4 lịch sử, cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng, những cựu chiến binh năm xưa tự hào và xúc động hồi tưởng lại những kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu tại chiến trường. Cảm nghĩ của bản thân thì phải quyết tâm là chiến đấu để là giải phóng là cái đất nước nói chung và quê hương nói riêng, để đưa là cái độc lập là cho nhân dân, cho dân tộc. Thì đó là cái cảm xúc là ban đầu. Thế cho nên là dù có ác liệt, hy sinh thì bản thân là quyết tâm là để về chiến đấu đến cùng. Đối với là đồng bào là dân tộc Cà Tu, quyết tâm là với thế hệ trẻ, quyết tâm là theo Đảng, theo Bác Hồ, và tuyên truyền vận động tất cả mọi người dân, mọi người đoàn viên thanh niên thực hiện là chủ trương đường lối của Đảng, của pháp luật của nhà nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khi trở về địa phương, những cựu chiến binh luôn tích cực tham gia công tác xã hội và gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Điều đáng khâm phục là dù tuổi đã cao, song họ vẫn luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học, để các thành viên trong gia đình và bà con hàng xóm noi theo, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của địa phương. Thời điểm chiến tranh thì các đồng chí đã hỗ trợ và cống hiến hết mình cho cái sự giải phóng dân tộc trên địa bàn. Và sau cái thời điểm chiến tranh thì các đồng chí tham gia vào phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là xây dựng Nam Đông phát triển kinh tế xã hội như ngày hôm nay. Hiện nay thì cái vai trò của cựu chiến binh giữ cái vị trí chủ chốt trong cái vấn đề là cái tập hợp khối cái đại đoàn kết toàn dân, rồi vận động nhân dân, và vai trò nêu gương của các cụ để làm cho thế hệ đằng sau là noi theo và học tập làm theo. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng đối với những người lính đồng bào Cơ Tu huyện Nam Đông từng tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ký ức thời chiến vẫn còn sống mãi. Với những người lính Cụ Hồ năm xưa, ký ức hào hùng về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không thể nào phai nhạt trong tâm trí. Trong họ vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết mang đậm chất lính, với những cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng và hướng về quê hương đất nước.